Vô rồi, sống dậy rồi. Trời ơi, bữa nay mình tưởng là mình tiêu tùng rồi. Rồi mình còn có mấy cái bọt, cái lợp nữa hết rồi các bạn ơi. Cái này còn có ba cái nữa à. Qua bờ bên kia ba cái nữa là hết rồi. Vô rồi, sống dậy rồi. Ôi, ôi nó dữ kìa. Như con cọp luôn hay các bạn, coi hay ghê không. Hello, xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình đi thăm bẫy rắn tiếp tục các bạn ơi. Mình ra đến cái địa điểm mình đặt bẫy rồi. Hôm rồi mình có đặt 22 cái bẫy của cái địa điểm này, địa điểm mới nữa các bạn ơi. Thì đầu video cho mình gửi lời ha. Kính chúc tất cả các bạn cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành ha. Xem video mình giải trí cho vui. Mình xin mời các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành vào thăm cái bẫy đầu tiên ha. Thì mình cũng quay cái đồ nghề cho các bạn xem ha. Thì toàn bộ mình để trên xe hết. Ở trên xe mình để cái bao nè các bạn. Để mình có di dời bẫy đi thì cho nó nhanh gọn ha. Hôm nay mình mang bao tay sẵn luôn các bạn ơi, cho lẹ. Bên đây là mình mang theo 20 con chuột các bạn ơi. Chuột đặt rồi nghe yếu quá chắc sợ chết hết rồi quá. Mình đem chuột hơi nhiều dí lúa ha, dí chạy lon nước mình uống. Rồi bên đây thì cũng như thường lệ các bạn ơi, hai cái túi lưới ha. Với ở bên dưới là 4 cái 70. Bốn cái bẫy này không có lúa không chứ không có gì nghe các bạn. Rồi mình thăm bẫy cái nó có dính gắn, cái mình tập kết lại một chỗ cho các bắt ra cho các bạn xem. Mình khi thăm hết bẫy rồi mình mới tổng kết nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành lại thăm cái bẫy đầu tiên nha các bạn. Rồi cái bẫy đầu tiên mình đặt dọc dưới bờ ao nè các bạn. Bên kia là cái bờ tường gạo người ta nha. Đây, dưới đây ngay cái gốc cây này. Ra cái đầu tiên coi nó có hên không nha. Làm em dí đại vậy. Cho nó hên, nó sung lên. Rồi thấy bịch lúa. Ui, thấy bịch lúa chàng trước tưởng đâu ngon. Ai dạng chuột chết các bạn ơi nè. Rồi, em chuột chết. Rồi. Cái đầu tiên chút quá các bạn ơi. Nào mình đi qua hầm tiếp tục mấy cái bên kia nha các bạn. Rồi, ngay đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Tiếp tục. Ngay cái tủ đèn nè. Hôm rồi mình đặt mình thấy có ông manh chạy ngang cũng dùm dòm mình chơi luôn, mình đặt thử luôn. Rồi 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 xong rồi các bạn ơi, này thấy trống lỏng như là biết rồi, hiểu luôn rồi. May mắn lắm mới còn nha các bạn. Rồi xong cái lỗ trống phọc gì là hiểu rồi. Trời ơi coi bao bị mình còn bên trong nữa các bạn, dẹp gần lỗ bự gì hiểu rồi. Hôm mở mình tay lên đàng hoàng mà. Rồi điệp khúc mất bẫy tiếp tục. Giờ mưa lâm râm luôn rồi các bạn ơi nè. Rồi qua bên kia thăm tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Cái này mình đặt sát bên đường luôn, ngay chỗ cái tủ đèn. Bị chá nắng nó hơi mờ mờ thì các bạn không cảm nha. Cái này bữa nay lấy đi luôn các bạn. Sát đường với bên kia nãy có hai người đang đứng nhìn mình. Tụt tốt dưới luôn. Mình đặt ở trên. Đặt ở trên này nè. Tụt tốt dưới luôn các bạn ha. Trời ơi, hình như có các bạn ơi. Dính nè. Biết con. Rồi, mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái này mình đặt kế đường đi luôn. Cặp bờ đi luôn. Như gan lắm. Bên kia có người cắt cỏ nha các bạn. Ta cũng ngó mình nè. Okay. Người nào người ta tham là tham, còn người nào không tham thì người ta không tham các bạn ơi. Rồi nó ói một chục mình ra trước chạy sọc rồi nè các bạn ha. Có rồi nè. Ờ nhẹ tưng rồi các bạn. Ui đi em muốn hành nè, chừng hai lạng nè các bạn ơi, chạy ra luôn rồi nè. Ờ ui em muốn hành nhí cỡ tầm hai lạng nè các bạn. Ờ ui ói một chục ra nè. Rồi mình thế cái bãi khác vô rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Mình hai cái liên tiếp luôn chứ đây một cái rồi. Thiên cái phải nhảy qua cái mương nha các bạn. Nhảy qua cái mương. Rồi, mình có mang theo cái bẫy xe cua luôn. Có cái mình đổi cái bẫy này vô. Đây, dưới cặp đèn. Rồi
lặng nè. Rồi, trống lỏng quá, không thấy gì hết các bạn ơi, chắc chết chột rồi quá. Rồi, con chuột còn luôn các bạn ơi, nó nằm á. Rồi để mình đặt lại này, đi qua cái bên kia, kế bên các bạn ơi. Rồi, cái tiếp theo là ở ngay đây nè các bạn, ngay cái đường vua gặp. Ở đây nó hơi rậm nha. Mình thấy con rắn nó thay da ngay chỗ này, nghe da nó gì nè. Không phải, gần gần cái chỗ con rắn thay da chứ. Thay da đằng kia cũng nhỏ các bạn ơi, nhắn của vợ nó thay da cũng nhỏ, em đẩy người lại một lần. Ồ, thay lúa đẩy lên trước rồi các bạn à, chuột đẩy hay gì quá có không, để mình coi coi nhắn đi. Ồ, nhẹ tinh các bạn ơi, chuột còn sống luôn các bạn ơi, để mình cho lúa chuột ăn cái này đi trước các bạn ơi. Rồi, mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Nãy ổng mưa lâm râm, giờ đầu ổng nắng rồi. Bên trong là chòi của người ta, mình đặt cặp hàng rào nữa các bạn. Bên trong này cái chòi người ta để này giữ giường à. Chỗ nào giờ mình cũng quên luôn rồi. Mới vô hầm lần đầu cho nên mình không nhớ nổi. Rồi, đây nè, đúng rồi. Phải nhảy qua, bước qua cái mương nha các bạn. Mình bước qua cái mương. Rồi. Đây. Trong ta nuôi chó nữa là âm sùm các bạn. Ôi. Cái bẫy khổng lồ chất quốc nữa các bạn. Ui, trống lỏng nữa nè. Cho hay bịch lúa nó đẩy lên trước ta. Chuột đẩy quá. Nặng không? Trời ơi. Rồi, nò các bạn ơi, dữ lắm rồi. Nặng rồi. Khoái không? Đúng rồi. Rất là khủng rồi các bạn ơi, con này dữ lắm rồi. Không biết con gì nha các bạn. Trời ơi, chắc con dợn quá các bạn ơi. Nặng dữ lắm. Một ký mấy là ít. Để mình dạch ra cho nó rộng ra nha các bạn, mình đem lên. Đem lên, đem ra ngoài coi con gì. Trời ơi, mình xách không nổi luôn các bạn. Rồi, vô rồi. Nò rồi. Con gì đây? Em gì đây? Dện hả? Dện rồi các bạn, chắc dện quá. Trời ơi! Đại ca! Rồi, vô rồi, nò rồi. Đại ca khủng lắm các bạn ơi. Trời ơi, mình không dám la bên trong có cái chòi người ta, không biết người ta có ở không các bạn. Quá trời cái con này ca này rồi các bạn ơi. Một cái máy rồi, để mình chỉnh cái máy lại cho các bạn xem nè. Nè. Trời ơi. Nó. Rồi bích lông. Cái lông mà khủng của mình là bích lông. Đây, chỗ này trống nè. Ôi. Vô rồi, nó rồi. Sống dậy rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình tưởng đâu tiêu vô tùng rồi. Sống dậy rồi. mê rồi. Hồi nãy giờ không có em nào khủng, giờ có em khủng là mình quay lâu chút xíu nha các bạn, cho các bạn xem nha. Nè. Trời ơi. Nó. Các bạn nghe nó khò không? Nó mới khò cái đầu ra trước nè. Nó khò nè, để em mở cái bao ra. Quá trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, cái bao này cái bao mình buộc chết các bạn ơi. Đứng lại nha. Cái bao buộc chết nữa chưa. Trời ơi, hơi lâu chút các bạn cảm nha. Chặt dây này bứt cũng không đứt luôn. Lưỡi hái mở trong cái vỏ bên kia. Ủa, có cái đầu nữa các bạn. Nó quá. Nó phình ra các bạn thấy không. Lấy cái máy mình cho nó cơn thấy không. Quá đã ơi. Cái này mình cũng chết, nó hơi khó lấy nha các bạn. Thông cảm mình chút xíu nha. Hơi lâu một tí, mất thời gian quá.
thì mình có một tay mình cầm máy á. Đây, em nó đây, ủa, rồi rồi. Bây giờ bắt đầu nó chơi mình nè các bạn. Ôi em này mới vô hay gì các bạn ơi. Quá trời rồi các bạn ơi. Ôi nó thấy cái tay mình nó bường ra nó chơi kìa. Loại này nọc độc chết người không giỡn được nha các bạn. Ủa gà sáng rồi nè. Này chắc vô 2 ngày rồi hay gì các bạn ơi. Ủa ủa hay ghê không các bạn. Ôi dòng gắn đồng hay ghê không? Trời ơi em này cậu ký rưỡi á các bạn ơi. Ôi no rồi, no rồi. vô rồi, sống dậy rồi. Trời ơi bữa nay mình tưởng nó mình tiêu tùng rồi. Rồi mình còn có mấy cái bọt, cái lợp nữa hết rồi các bạn ơi. Cái này còn có 3 cái nữa à. Qua bờ bên kia 3 cái nữa là hết rồi. vô rồi, sống dậy rồi. Ôi nó dữ kìa. Nhiều con cọp luôn hay các bạn coi đó, hay ghê không? Đó. Hay ghê không? Đó, nó thấy cái máy mình đưa vô các bạn. Nó buồn kìa. Thôi. Con này dữ thiệt. Quá đã. Trời ơi. Rồi, trời ơi nó thắng luôn các bạn. Hay ghê không? Trời ơi, thằng này dữ lắm các bạn ơi, không được. Cẩn thận nha, thằng này nguy hiểm nha các bạn. Độc chết người nha, không có giỡn đâu nha. Đó, thấy cái máy mình cái là nó làm vậy á. Ừ. Ôi. Rồi, để mình mình kiếm lấy cái bẫy khác mình thấy vô rồi đi qua bên kia thăm 3 cái nữa, cái ra ngoài mình kết thúc cho các bạn xem cái rồi mình bắt nó ra cái rồi mình về các bạn ơi. Ồ hay rồi không. Rồi mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Cái đằng kia nãy mình thăm không có, mình bỏ qua luôn. Giờ mình còn có 2 cái nè. Ngay góc chằm này cái góc dưới đầu dưới một cái nữa là hết rồi các bạn ơi. Giờ trưa quá rồi, ổng nắng lên rồi, mưa lâm râm xong rồi. Ổng nắng lên. Đây cái bẫy mình đặt ngay đây. Cái bẫy khổng lồ nữa nha các bạn. Rồi trời ơi thấy con chuột chạy ra luôn các bạn ơi, chết quốc à. Chỗ y mới sợ luôn, nhưng mà cái đường dây mà nó không có trời. Y nặng hả ta? Ủa dướng cỏ hả? Rồi chết quốc các bạn ơi. Rồi không có, để mình vô lúa cho chuột ăn rồi qua hâm cái kế bên cái gà mình kết thúc video cho các bạn xem nè. Rồi tiếp tục cái cuối cùng nè các bạn ơi, cái ngay chỗ cái góc chàm nè. Mé nào giờ mình cũng quên rồi ta. Hình như ở trên này. Hôm ở mình đặt hình như ở trên nè. Mình đặt ở trên bờ, không phải đặt dưới ruộng. Đặt mi bờ. Đây nè, đúng rồi, đẹp. Làm em vĩ đại nữa coi. Mới có 3 em à. Đầu nhẹ rồi các bạn ơi. Mình mới dạch cỏ ra, thấy cái bẫy mình nhảy lên là biết rồi. Đầu ơi, chất quốc luôn. Đồ con chuột còn sống luôn các bạn ơi. Rồi để mình sửa lại cái vô lúa cái này mình đi ra ngoài cái mình kết thúc video buổi 27 gắn của mình ngày hôm nay cho các bạn xem cái mình về các bạn ơi, chưa quá. Rồi các bạn ơi, mình thăm hết bẫy. Hôm nay mình thăm 22 cái bẫy mà dính được có 3 em, nhờ có em đại ca bự mình mới có tiền nha các bạn, mới sống dậy nổi nha, chứ mấy bữa nay mình cũng tiêu tùng nữa. Rồi mình tiến hành mình bắt nó ra, cái gì mình chuẩn bị sẵn ở đây hết rồi cho nó lẹ các bạn. Mình có mang cái cân ra luôn, mình cân luôn thử cho nó được nhiều ha. Mình cũng có cái cây nha, tại thằng này là mình phải chuẩn bị cho kỹ nha các bạn, nó độc chết người mình không có giỡn với nó được ha. Rồi tranh thủ mình đặt ra bắt cái ngũ hành trước. Để mình coi cái túi nào. Rồi, túi này để đựng em này ca đi. Đựng hai món ăn bằng nhau không hay là bằng nhau ta? Rồi, bằng nhau.
Rồi, hôm nay mình được có hai em hổ hành rồi các bạn ơi, với em đại ca. Em này cỡ tầm 2 lạng. Rồi, em này cỡ 2 lạng, hơn 2 lạng các bạn. Trên mình bắt nha, còn dưới 2 lạng mình thả. Em này trọng nữa các bạn, em này cỡ tầm 3 lạng rưỡi 4 lạng nè. Gà này các bạn. À, em này cỡ 3 lạng rưỡi nha các bạn. Nó bị ép dằn dính đại người mình hết rồi. Rồi hai em này mình cỡ tầm 6 lạng các bạn ơi, 6 lạng, cỡ 6 lạng à. Hai em này cỡ 6 lạng, mình khỏi cân đi ha, mình cân con rắn bự thôi. Còn em này là phải cẩn thận nha các bạn, em này không có giỡn, không có giỡn chơi với máu lạnh được nha các bạn. Rồi mình phải chơi em nó cẩn thận nha. Tại cái này nãy mình buộc cái này nãy mình hồi trước mình về buộc chết á, giờ nãy mình tháo ra cho các bạn coi, chứ mình cũng phải trồng đâu có dây đâu, cũng phải trồng bằng cái dây cũ mình lại, như hơi lâu nhưng mà thông cảm nha. Đây, này đây, đưa cho các bạn xem lần nữa ha. Đó, thấy ghê không, cái bẫy khổng lồ của mình mà nằm bích chịch ha. Wow. Mày hôm nay nhờ có em này mình sống dậy rồi các bạn ơi, có em này là mình cũng mệt rồi. Hay hồi đâu quá đã các bạn, rồi mới nằm yêu gu ha, hiền ha, không có giỡn chơi gì nữa được đâu mấy nhan. Em này mình phải cẩn thận các bạn ơi, cho nên các bạn xem mà thấy có lâu rồi thông cảm nha, vì mình không có giỡn với cái loại này được các bạn ơi. Giờ nó nằm im vậy á, chứ đâm tới nó một cái đi rồi các bạn thấy biết hả, như con cọp vậy á, dòng gắn rừng rồi nó dễ gắn đồng vậy nghe các bạn. Dữ lắm. Rồi em kiếm cái cây kìa, nó mất tiêu rồi. Ở đây giờ nó còn đang hiền nè, nó đang hiền, tranh thủ nằm im á, tranh thủ nó đang nằm im ha, nó đang nằm im mình tranh thủ mình nãy. Bây giờ nó rồi các bạn, đừng cho nó rồi đó, hay ghê không? Đó. Ra cái đuôi trước nữa, đầu không ra, ra đuôi không chịu ra luôn nữa các bạn, thấy ghê không, nhìn nè, nằm ở trong đây cự, nhất định là không ra là không ra cự mình, ôi giời, dữ ghê không. Thấy nó bự luôn các bạn, thấy cái màn thấy ghê không, gà em. Mình phải có cái cây mình chặn nó lại nghe các bạn, cho an toàn nha, chứ dòng thứ này là không có giỡn với nó được nghe các bạn. Tại vì cái mình phải cách xa cái tay mình với nó ra, rồi ra hết cái túi này nhỏ quá các bạn ơi. Còn dướng cái đuôi thôi là chút xíu nữa.
cây lại các bạn. Ghê không, ngóc đầu được không hả các bạn, thấy ghê không? Rồi, cái túi mình nhiễm đất quá rồi. Rồi, từ từ thì mình cũng hết. Thôi loại này nó dữ quá, mình phải cẩn thận các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Rồi xong chắc ăn thôi, còn đất không à, quá trời đất rồi các bạn ơi. Rồi chắc ăn rồi nè các bạn, vô đây khỏe rồi nè. Nãy giờ cái loại này nguy hiểm quá, mình không có dẫn chơi với nó được nha các bạn, cho nên mình phải cẩn thận nha. Rồi để mình tiến hành mình cân cái này mình về các bạn ơi, chưa quá. Hôm nay mình có em này là quá đã rồi, không có em này bữa nay mình cũng mệt rồi. Rồi cái cân mình đang là 00 hả các bạn, phải không ạ? Đen hùi ở đẳng mình không nhìn thấy gì hết. Tại vì nó có cái lò xo của nó có cái móc á các bạn, mình phải đỡ cái móc nó lên nha, nó mới chuẩn nha. Đó, 4 con số 0 rồi các bạn. Ha. Cái cần mình là 4 con số 0 nha. Rồi để mình móc vô. Quá wow, các bạn ơi. Hung dữ quá trời hung dữ. Rồi 1.425 các bạn ơi, ha, 1.425 thì con này trừ bì ra thì con này còn khoảng 1.350 dắt nha các bạn. Rồi hôm nay vậy là mình đã ngon lành các bạn ơi, nhờ em này mà mình vớt lại tiền xăng tiền chuột ha, mới gỡ nổi nha các bạn, chứ mấy mình ai cũng tiêu tùng hay có hai em hộ hành chừng 6 lạng là mình bị chết ngắt rồi. Hồi video mình đến đây nó dài quá rồi, cả nhà và các bạn cho mình kết thúc tại đây ha. Cuối video cho mình gửi lời kính chúc tất cả các bạn cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like ha, và một cái đăng ký kênh ủng hộ mình cho kênh mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã dành thời gian xem hết video ủng hộ mình. Mình xin chào, hẹn tất cả các bạn video sau.